Kính chào các bạn. Thì ngày hôm nay thì Mr. Cool sẽ giới thiệu cho các bạn một cái giải pháp để mà cái mình có thể là quản lý cái bệnh mà xỉu trên cái cây cam của mình. Thì bệnh xỉu trên cây cam á, thì đó là một trong những cái bệnh cũng đặc biệt là nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cái năng suất cũng như là sức khỏe của cây cam sau này. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng mà cây cam mình lúc mà mang trái nó dễ bị xỉu, nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Cái thứ nhất đó là nguyên nhân đó là do chúng ta để trái quá sai. Cái thứ hai nữa, cái nguyên nhân nữa đó là do cái tình hình thời tiết nắng mưa thất thường, chẳng hạn như là mưa dầm liên tục rồi sau đó thời tiết lại là nắng gắt, thì cái tình trạng cây cam nó cũng dễ bị xỉu do cái mầm bệnh nó tấn công. Nấm bệnh nó tấn công mạnh trong lòng đất, nó làm cho cái bộ rễ của cái cây cam của mình nó bị hư, bị thiệt hại. Một cái nguyên nhân nữa đó là chúng ta sử dụng quá nhiều cái phân hóa học, thì nó cũng gây ra cho cái tình trạng là đất của mình nó bị chua, và sau đó cái rễ của mình thì nó cũng sẽ bị dễ dàng nó bị thối rễ. Đó là cái tình trạng mà mình hay nói là cái bị thối rễ, rồi sau đó với một cái áp lực mà thời tiết nhiều như thời tiết mà nó ảnh hưởng xấu, thì nó sẽ làm cho cái cây cam của mình nó sẽ bị dễ dàng nó bị bệnh xỉu. Thì trong những ngày qua thì có những cái đám cam cũng ở gần thì cũng đã bị cái trường hợp bị xỉu, mặc dù cái mang trái cũng không nhiều, cái tương đối trái cũng tầm khoảng chừng 5 6 6 7 chục trái. Rồi còn cái vườn cam của trường đang quay cho quý vị coi á, là hiện tại cái vườn cam mang cái trung bình khoảng từ 70 đến 100 trái, và dàn cây của nó thì ở mức độ là trái để vừa phải, và trái thì cũng đang ở giai đoạn mà phát triển. Đây là cái giai đoạn mà cam nó đang chuẩn bị vô nước, chính vì thế thì nó cũng rất là dễ bị xỉu. Chính vì thế mà trường cũng làm cái clip này để mà giới thiệu cho các anh chị một cái phương pháp để mà chúng ta quản lý cái bệnh xỉu. Thì cũng như các anh chị biết á, là khi mà chúng ta xử lý ra bông, làm hoa làm bông á, thì một cái khoảng thời gian tầm khoảng 2 tháng thì chúng ta không có tiếp xúc, không cũng không có tưới nước, chúng ta không có tưới nước, hay là chúng ta cũng không có tác động những cái giải pháp nào mà để bảo vệ bên trong cái hệ thống rễ của cái cây. Chính vì thế mà sau khi cái cây mình á nó ra bông rồi, nó mang trái, nếu mà mình không cẩn thận, mình không có quan tâm, mình không có tưới thuốc bệnh vô trong cái cây của mình, thì để bảo tưới thuốc vào trong cái bộ rễ để mà tiêu diệt những cái nấm bệnh tấn công vào cái hệ thống rễ để bảo vệ cây trồng, thì sau này cái cây của mình khi mà trái nó lớn rất dễ tình trạng bị xỉu. Chính vì thế á, mà trường khuyến cáo với các anh chị mình á, là sau khi mà mình quá trình làm bông, thì khi mình đậy dở cái bạt phủ ra, thì cái điều đầu tiên mà anh chị nhớ là mình đưa nước vào mình tưới. Tuy nhiên bên cạnh đó thì mình kết hợp với tưới những cái loại thuốc trị bệnh. Thì bên trong cái clip này thì trường giới thiệu cái giải pháp đó là cái Casuracin kết hợp với cái cơ giáp AMA8. Đó là hai cái sản phẩm mà trường đã sử dụng xuyên suốt trong cái quá trình mà làm bông cam cũng như là đang giai đoạn nuôi trái. Chính vì thế cho đến thời điểm này thì cái vườn cam cũng không có hiện trạng là bị xỉu. Sau khi mà mình làm bông rồi thì bắt đầu mình tưới với cái liều lượng á, là khoảng 150 c cái Casuracin kết hợp với khoảng nửa ký đến 1 ký cơ giáp AMA8. Thì sau đó thì bắt đầu mình cỡ 3 đến 4 ngày sau thì mình sẽ bắt đầu tưới những cái sản phẩm kích rễ cũng như là phân thùng để cho cái hệ thống rễ nó ra, rồi sau đó là bắt đầu là mình nung phân để cho kéo cái bông nó ra. Thì tầm khoảng 1 tháng, tầm khoảng 2 tháng sau thì mình lặp lại một cái quy trình như vậy để mà mình tưới thuốc bệnh trên cây rễ, thì cũng tầm khoảng là 150 ml Casuracin kết hợp với 1 ký cơ giáp AMA8. Dạ thì hôm nay thì trường cho tưới cái giai đoạn lần thứ ba, thì giai đoạn này là cái giai đoạn mà cam của mình đang giai đoạn mà vô nước, chuyển chuyển từ mà giai đoạn nhân đang chuẩn bị vô nước, đang cho trái nó lớn. Thì đây là một trong những cái giai đoạn cực kỳ quan trọng, vì đây cũng là giai đoạn mà cái cây mình nó cần nước rất là nhiều để mà nó nuôi được cái trái nó lớn. Chính vì thế trước khi mà mình bón phân thúc để mà cho nó lên nước trong cái trái cam, thì trường cũng có khuyến cáo cái giải pháp đó là mình sẽ tưới tưới thuốc rửa rễ một cữ nữa. Đó là cái liều lượng là tầm dao động từ 150 đến 200 ml.
Casugasin kết hợp với một ký cơ giác M8. Thì trong hình anh chị cũng thấy ha, đây là cái phương pháp mà tưới thuốc hiện tại đang áp dụng tại các cái nhà vườn của mình. Thì mình sẽ chế cái xuồng, rồi bắt đầu mình sẽ bơm, mình pha thuốc trong cái xuồng, rồi sau đó mình sẽ sử dụng máy mình bơm trực tiếp trên cái tưới đẫm, giống như mình tưới nước trên cái vườn cam của mình. Thì cái anh chị cũng thấy trái mình quay ở dưới thì trái cũng rất là nhiều, dạ xanh, thì cái hiện trạng cam hiện tại thì không có bị xỉu. Dạ thì nói về cái công dụng của hai cái sản phẩm Casugasin và cái cơ giác M8 thì trường sẽ cập nhật thêm, đó là Casugasin đây là một cái thành phần có trong cái Casugamycin. Đây là một cái chất kháng sinh để mà giúp cho cái cây trồng của mình cũng như là tăng cường cái sức đề kháng, cũng như là đây là cái sản phẩm, cái hoạt chất nó sẽ tiêu diệt được những cái con nấm trong đất. Thì bên cạnh đó thì kết hợp với cái cơ giác M8 với hai cái hoạt chất là Zimoxanin và cái mangoldzep thì nó giúp cho cái hệ thống rễ của mình nó được tiêu diệt sạch nấm, và cái rễ của mình nó sẽ sạch, nó đẹp, nó sáng lên. Dạ thì trường xin quay ha số cái hình ảnh thực tế ngoài đồng, thì đây trường đang quay thực tế ngoài đồng luôn cho các anh chị cùng xem. Thì anh chị mình tham khảo thêm một cái giải pháp, thì thường anh chị sẽ tưới những cái sản phẩm chẳng hạn Guillaumin thì với Validasin, nhưng mà đây là một thêm một cái sự lựa chọn mới để cho anh chị mình có thể là sử dụng để mà đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Thì nói về cái sự so sánh giữa cái cơ giác M8 và cái Guillaumin, thì trong cái clip tiếp theo thì trường sẽ cập nhật thêm cái tình hình để cho anh chị được nắm rõ hơn. Dạ, trái rất là sai ha. Dạ thì video của mình thì cũng đến đây là hết. Thì phần cuối cái video thì trường có một cái là đoạn video ngắn nói về cái sản phẩm, có hai cái sản phẩm đó là cái Casugamycin hình ảnh thì cũng như là cái cây giác M8, thì các anh chị có thể là tìm tại các đại lý để mình có thể là mua về sử dụng thử để mà hạn chế được cái tình trạng mà cam của mình nó bị xỉu trong cái mùa nắng mưa thất thường. Thì kính chúc cho anh chị có một cái mùa cam thành công, trúng mùa trúng giá. Dạ, xin cảm ơn.